câu chuyện Đạo vào đời do Trung tâm Công giáo Việt Nam tại San Jose thực hiện dưới sự bảo trợ của Dân Sinh. Con xin được chào cha. Chào anh Nam và chào quý vị. Mình từ ở cái nhánh ở bên Jerusalem mình đã nói một lần, rồi đã có đạo Hồi giáo, rồi đạo Do Thái giáo, rồi còn có một cái đạo nữa mà bên Nga đó người ta gọi là đạo chính thống, hay là có người gọi, có phải là gọi là đạo gọi là Kitô giáo Đông phương. Đông phương. À, ông thưa cha, điều đó có đúng không? Thưa công khác là thế này. Thì bên Công giáo nó có ba cái nhánh lớn và một cái nhánh nhỏ là Anh giáo. Thì đều chẳng những tin có Chúa đó nhá, mà lại tin con Chúa xuống trần gian là Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người. Đấy, thì đều tin rằng khi Chúa về trời thì Chúa nhờ các thánh tông đồ để tiếp tục cái việc của Chúa. Ai cũng tin như vậy hết á. Thứ ý cho nói rằng là những cái nhánh đó đều gốc ra đời là nhìn như thế với nhau. Thì theo chúng tôi được hiểu thôi, là 10 thế kỷ đầu đó là giáo hội vẫn trọng tâm, vẫn là trung tâm, vẫn là Roma, vẫn Đức Giáo Hoàng, vân vân và vân vân đó, như là được chúng ta được học hỏi đó. Thế thì đến thế kỷ thứ 10, trong cái thời đế quốc Roma nó chia làm hai bên đông bên tây đó, thì ở cái phần đất Constantinople là của Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì là đế quốc Roma phần đông đó, thì cũng có đặt những cái vị nọ vị kia cũng chức sắc lớn, công giáo lớn lắm, nhưng mà chẳng may là chúng ta là con người mà. Thì có các cái sứ giả của Đức Giáo Hoàng ở bên Roma qua làm việc thế nào đó, thì hai bên như là chạm tự ái nhau. Nặng lắm, nhưng không phải một ngày đâu, nhưng mà nó cứ âm ỉ đó. Thì đến cuối cùng đó, thì những cái người tôi cứ tạm gọi là những người Kitô, tức là cũng là công giáo gốc đó, ở cái phần Thổ Nhĩ Kỳ vòng lên Đông Âu đó, thì lúc đó là nó như là cái vùng gọi là Tây đi, tức là Roma là Tây, là vùng Đông đi, bên này là Đông đi, thì nghe theo cái vị giáo chủ đó là tách ly khai ra khỏi bên Roma, thế kỷ thứ 10 đó. Đấy, bên Roma thì họ xưng mình là Kitô giáo chính thống, tức là mình bên chính thống và bên kia là không có chính thống. Chính thống có nghĩa là đúng đó, là ngon đó. Đấy, thì tự nhiên xưng mình như vậy thì họ phải xưng vậy thôi. Thì họ xưng mình là Orthodox Christians. Thì từ đó họ gọi như là lập thành như vậy, nhưng mà thực tế đó họ chia thành từng quốc gia, mỗi quốc gia có một vị giáo chủ, đi vào cái hướng mới, không có liên hệ với Đức Giáo Hoàng Roma nữa, đó là cái đại ly giáo thế kỷ thứ 10. Đấy, thì họ xưng mình là chính thống. Thì có nhiều khi mình cũng phải gọi như vậy, thế nhưng mà đúng là cái chữ là Kitô giáo Đông phương. Con có nghe nói với có đúng hơn là họ làm dấu thánh giá thay vì làm bên này đây, họ làm ngược lại làm cho đúng không? Và cái mà chúng ta có thể nhận xét được cái lễ nghi của họ đó, chứ ví dụ quý vị tới chủ nhật tới nhà thờ Công giáo đây thì cũng tiếng đồng hồ là cùng, mà lễ nghi cũng bình thường đơn sơ lắm, nhưng mà tới nhà thờ của họ xưng là chính thống giáo đó, lễ ngày nào cũng nói là có lễ, là lễ trọng lắm, nói là mặc phẩm phục rồi xông hương rồi các thứ hai tiếng đồng hồ đó, và long trọng quá sức mình, có nói nhiều cái bí nhiệm đó, lạ lắm đấy. Thế thì tại vì họ nói họ là chính thống, họ xưng là chính thống đấy, cho nên là, nhưng mà dần dần qua thời gian cứ từ từ thì lại có một phần thôi, cho đến giờ tôi nghĩ cũng có thể là chừng độ 10-20% nó lại xin lại kết hợp lại với Roma. Thì Roma đương nhiên là cũng phải welcome chứ, phải welcome lắm. Nhưng mà trong khi đó vẫn cho phép họ giữ những cái lễ nghi đó, là họ đã có, nhưng mà phải thông hảo với Đức Giáo Hoàng.
và đặt vị nọ vị kia theo cái chương trình nọ chương trình kia là đi giáo hoàng. Đó, tức là nó nửa nọ nửa kia, nhưng mà nó đi về một mối là của vị theo bên Công giáo hiểu là chỉ có một vị cha chung, một vị đại khái như là thay mặt Chúa, chứ không có thể nhiều. Đấy, đó là cái mà cái gốc tích của cái giáo hội Đông Phương đó. Thì có cái lạ là họ có thể nói như là họ không có ấy đâu, không có cấp tiến giống như anh em Tin Lành đâu. Thì cái hướng đi của giáo hội gọi là họ xưng mình là chính thống đó, rất là gọi là đàng hoàng, luật lệ tất cả mọi cái lễ nghi cũng như các bí tích đó là rất đàng hoàng. Và đi vào một mối, cũng đi một mối, mặc dù là họ có mỗi quốc gia có một vị giáo chủ riêng, nhưng mà nói chung chung giống nhau hết. Rất là hay. Thì tôi thấy có một lần tôi cũng tò mò, tôi đến là trong cái dịp đi nghỉ, tôi xem họ lễ đó. Rất là trịnh trọng và đôi khi khá cảm động đó. Đó thì họ có những cái lối sống luân lý cũng rất là tốt đẹp. Nhưng mà có một cái khác đó, là các linh mục của họ từ cái thế kỷ thứ 10 đó, quyết định là không có giống Roma nữa, mà có lập gia đình. Tức là chính thống giáo thì có gia đình. Có gia đình. Thì cứ để ý đi, anh đi sang mấy cái nước Nga này. Nhân tiện nói về Nga, anh có để ý thấy không? Cái đạo chính thống nó đã ở bao nhiêu đời nước Nga rồi. Cho nên khi mà cái ông cộng sản á, ông Lenin và Stalin á, ông muốn diệt tôn giáo mà đâu có diệt được đâu. Cho nên là cái đức tin của họ vẫn mạnh lắm. Bây giờ là họ đang vực dậy. Các nhà thờ bắt đầu có người đi săn lễ nhiều lắm. Có nhân tiện nói về cái đạo của họ vẫn giữ tốt lắm. Tôi có đọc bài báo là kể về cái ông viên tổng thống Mỹ Bush cha đó. Có một lần ông đi thăm Đức Giáo Hoàng. Ở Roma đó, ông có kể Đức Giáo Hoàng nghe rằng lúc đó ông là phó tổng thống thôi, phó tổng thống cho Reagan ấy. Ông ấy thay mặt tổng thống đi sang dự tang lễ của ông Brezhnev. Có thể nói như là cái vị tổng bí thư cộng sản Nga gần như là chết. Chết. Thì ông đến ông dự cái lúc mà đám táng sắp hạ huyệt á, thì ông nói với Giáo Hoàng là con đứng con trưng giáo làm chứng rõ ràng bà đó, đó bà vợ đó, trước khi hạ huyệt ông xuống, bà làm vô thánh giá và bà nói là chúc ông về với Chúa, mặc dù là bí thư đảng cộng sản vô thần. Đại khái cái câu chuyện đó tôi cũng nhớ, tức là vì chính trị là phải vậy thôi. Chứ còn cái niềm tin tôn giáo Kitô giáo của họ vẫn vững lắm. Tức là cái ông Brezhnev này là cũng là công giáo, là người cộng sản gốc, vô thần gốc, nhưng mà bên ngoài thôi, trong đầu hay là gia đình hay là bà vợ vẫn tin có Chúa. Vì vậy khi mà tôi cũng nhớ là khi mà Bác Hồ đó có nói cái câu là bây giờ tôi sắp đến ngày đi về gặp các Mác và Lenin đó. Thì lại tin mà có linh hồn rồi. Chứ nếu mà phần xác chết hết không còn gì nữa thì đâu có đi gặp ai được nữa. Cái đó thì cái vấn đề chính thống giáo